kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Tây Sơn Tráng Ca. Chí Tự Cường, Quang Trung Thay Quốc Tự, Luận Cơ Trời, Hoàng Hậu Bình Thơ Nói về Nguyễn Vương ở Gia Định, ngày ấy nơi thành Sài Côn Nguyễn Vương họp các cường nói nay đã đến mùa gió nồm ta nên đem thủy quân thuận gió đánh quy nhơn các tướng ai có kế gì chăng nguyễn vương vừa dứt lời xảy quân do thám vào báo tâu thượng vương đây là tờ hịch của vua em tây sơn là quang trung nguyễn huệ truyền cho dân chúng ba phủ quy nhơn quảng ngãi phú yên kính trình thượng vương duyệt lãm nguyễn vương với đón lấy tờ hịch mở ra đọc hịch rằng hịch truyền dân chúng ba phủ quy nhơn Quang Ngãi, Phú Yên. Kể từ ngày Tây Sơn giấy nghĩa đến nay nhờ dân ba phủ hết lòng giúp đã nên Hoàng Đại Huynh ta mới dựng nên cơ nghiệp lớn. Công lao của nhân dân ba phủ thật đáng lưu truyền vào sử sanh. Vua rồi nghe Nguyễn Phúc Ánh được bọn người Pháp lang xa theo giúp, lại được thần tiên rước lên trời khiến nhân dân nghi ngại bỏ việc nông tang, xôn xao bàn điều thế sự. Thật ra à ấy là bọn Pháp Lan Sa dùng khinh khí cầu bay được lên cao đem chuyện thần tiên phỉnh lửa bá tánh. Ta còn lạ gì khinh khí cầu của bọn chúng? Bọn người mắt xanh mũi lõ, nước da trắng bệch như một xác chết trôi ngoài biển Bắc kia nào có tại cán gì mà dân chúng phải sợ. Ta đã từng đốt cháy tàu của chúng trận sông thất kỳ giang, đuổi Nguyễn Phúc ánh lội bùn ra định mà chạy như một con vịt lạc. Đại quân ta, xưa nay đi đến đâu không kẻ thù nào dám chống cự, không thành chị nào ngăn cản được điều này hẳn dân ta cũng đã biết nay đã đến mùa gió nồm dân chúng hãy hết lòng giúp đỡ hoàng đại huynh ta để phòng phúc ánh đánh ra đợi hết hạ sang thu đầu mùa gió bấc ta sẽ thân chinh kéo đại binh vào gia định tiêu diệt bọn pháp lang xa giết cho được nguyễn phúc ánh để mầm mống phản loạn không còn manh nhà quấy rối cho nhân dân cả nước được an cư lạc nghiệp ngày chiếu quang trung nguyên niên Xem xong Nguyễn Vương toát mồ hôi nói Ta những tưởng nhạc Huệ bất hòa nước ai nấy lo Không ngờ Huệ lại định đem quân giúp nhạc đánh ta Trăm vạn quân Tây Sơn ta không ngại Chỉ ngại có mình Nguyễn Huệ mà thôi Võ Tánh hỏi Phải đến mùa gió bắc Nguyễn Huệ mới đem quân vào đánh ta được Nay ta nên thuận gió nồm đánh nhạc ở Quy Nhơn Hay cũng cố lực lượng chống Nguyễn Huệ Nguyễn Vương lấy vạt áo lau mồ hôi chán rồi nghiến răng nói truyền lệnh ta lập tức xuất quân. Tháng 3 năm nhâm tý 1792, Nguyễn Vương đem đại binh theo đường biển thuận gió Đông Nam ra đánh Quy Nhơn. Thái tử Tây Sơn là Nguyễn Bảo và cha con Lê Trung. Lê Chất rút thủy quân vào đóng trong đầm thị nại rồi chia quân giữ các nơi hiểm yếu. Quân Nguyễn Vương đánh mãi không được. Nguyễn Vương đành kéo quân về gia định Đến Sài Côn thấy trên bến sông thì Nghẻ các giáo sĩ người Pháp lang xa rộn ràng đem ra quyến xuống thuyền. Nguyễn Vương gọi lại hỏi, ta đã cho các ngài được tự do truyền đạo, vậy có ai dám kháng lệnh quậy phá các ngài hay sao mà cả ngài lại bỏ đi? Một giáo sĩ đáp, nay đã gần đến mùa gió bấc, chúng tôi phải di tản về nước tránh Nguyễn Huệ đem quân vào đánh. Nói rồi cả bọn liền từ biệt Nguyễn Vương mà đi. Nguyễn Vương vào thành mời các tướng đến thương nghị. Nguyễn Vương hỏi, nay Nguyễn Huệ đã hòa với nhà Thanh, Huệ định đến mùa thu sẽ đem quân đánh ta, vậy ta nên tiến thủ thế nào? Mưu sĩ Ngô Tùng Châu bước ra nói, Nguyễn Huệ đánh ta tất phải dùng cả thủy cả bộ, vậy ta phải chia quân ra giữ hai cửa biển cần dở, hàm luông. Bộ quân ta tăng cường chấn thủ trường đồn ở phía nam, chấn biên ở phía bắc thì Thượng Vương ở Sài Côn vững như bàn thạch vậy nguyễn vương lo lắng nói kế này là kế năm xưa ngô tiên sinh tiến cử gia định tam hùng chấn thủ các nơi ấy nhưng khi nguyễn huệ tiến quân vào thì không ai giữ nổi nguyễn huỳnh đức giữ hàm luông thì bị đặng văn long bắt sống quân ta bại trận khắp nơi này dùng kế ấy e cũng như năm xưa nào có khác gì võ tánh tức khí bước ra nói lên tùy kế sách chống giữ cũng như nhau nhưng quân tình có khác phe này phải đánh thắng nguyễn huệ mới được nguyễn vương hỏi quân tình khác ở chỗ nào? đánh đáp, lúc ấy quân ta mới mộ, còn này tướng sĩ đã thiện chiến. Lúc ấy vũ khí thô sơ, còn nay người Pháp giúp ta tàu đồng, đại bác. Và lại lúc ấy thần cố an thân ở rừng Tam Phụ, nay thần đã quyết lòng đánh giặc lập công chuộc tội, báo đáp ơn trị ngộ của Thượng Vương. Ấy là ba điểm khác nhau của quân tình vậy. Nguyễn Vương nghe thế tạm an lòng, từ ấy ngày đêm rèn luyện quân sĩ chờ quân Tây Sơn đến đánh nói về vua Quang Trung ở Phú Xuân sai Vũ Văn Dũng đi sứ mãn thành rồi. Vua bàn với Trần Văn Kỳ rằng, quân ta từ trước đến nay chỉ là người tình nguyện sung phong làm lính. Nay ta muốn tuyển thêm quân để dự phòng đánh mãn thành, vậy phải làm thế nào? Trần Văn Kỳ đáp, số người còn lại không muốn đi lính vì nặng óc trung quân, cho rằng Hoàng thượng không phải dòng chính thống. Này nếu ta cứ bắt lính bừa bãi e náo động nhân tâm, vua hỏi vì sao lại náo động nhân tâm? Kỳ đáp, số người không muốn đầu quân khi bị bắt lính trốn từ làng này sáng làng khác. Nếu hoàng thượng xuống lệnh bắt gắt gào e rằng bọn hương lý thừa cơ hội ấy sách nhiễu lương dân nên náo động nhân tâm là do thế. Đêm mấy vua Quang Trung chăn trọc mãi. Hôm sau vừa gọi Trần Văn Kỷ đến hỏi. Nếu ta có cách bắt lính mà vẫn giữ được kỷ cương khiến kẻ nhút nhát không thể trốn việc đầu quân, và bọn hảo lý không thể sách nhiều dân lành được thì thế nào trần văn kỳ lại hỏi vua rằng xin hỏi hoàng thượng ấy là cách nào vua quang trung đáp ta lệnh cho dân trong nước mỗi người phải đeo một cái thẻ bài để bốn chữ thiên hạ đại tín trong thẻ bài ấy phải ghi rõ tên họ và tuổi tác hễ ai có thẻ bài là dân trong nước của ta rồi cứ ba tráng đinh kén lấy một người đầu quân nhờ đó không ai có thể trốn tránh được và hào lý địa phương cũng không có cớ gì sách nhiễu dân lương thiện có thể bài. Nếu vậy chắc chắn tuyển được thêm quân và kỷ cương pháp luật được giữ vững. Trần Tiên Sinh thấy thế nào? Chấm văn kỷ vòng tay nói, ấy thật là kế sách vẹn toàn. Hoàng thượng có tài kinh bang tế thế, xưa nay chưa từng thấy vậy. Vua Quang Trung trầm ngâm nói, nước Nam ta đất rộng dân thừa, nay ta muốn mũ xuống hịch khuyến nông xuất ngân khố nhà nước giúp đỡ dân nghèo khai khẩn đất hoang thì mới mong dân giàu nước mạnh để đối chọi với mãn thanh phương Bắc và bọn Pháp lang xa ở miền Nam được. Vậy phiền Trần Tiên Sinh hãy soạn hịch khuyến nông truyền khắp trong nước. Trần Văn Kỳ tuân lệnh lập tức thi hành. Hôm sau vua Quang Trung giả dạng dân thường đem theo võ đình tú và Trần Văn Kỳ ra ngoài thành xem xét. Đến một thôn trang kia, thấy dân chúng trong thôn tụ tập ở sân đình nghe quan tránh thôn đọc chiếu khuyên nông. Vua Quang Trung bảo Võ Đình Tú và Trần Văn Kỳ, ta mau đến gần xem thử quan lại các cấp thi hành pháp lệnh thế nào. Vua tôi tới nơi vừa lúc quan tránh thôn đã đọc xong bài hịch rồi. Một cụ giả bước ra hỏi, chiếu vừa ban ra quan trên đọc bảng tiếng Hán, dân đen chúng tôi ít học nên không hiểu. Nhờ quan trên dịch nghĩa nôm cho thì dân chúng tôi mới biết trong chiếu vừa nói gì. Quan tránh thôn đáp Lệnh vua ban ra bảo đọc chiếu chứ không bảo dịch chiếu Các người muốn hiểu thì tự đi học lấy chữ thánh hiền Nói xong quan tránh thôn liền bỏ về Vua Quang Trung hỏi cụ già ấy Vậy cụ phải nhờ ai địch chiếu của vua? Cụ già đáp Nhờ quan tránh thôn chứ còn ai nữa Vua ngước nhìn hỏi Lúc này quan đã không chịu dịch rồi kia mà Cụ già cười đáp Cứ đến nhà riêng mang theo lễ vật quân lập tức dịch ngay. Nghe xong vua Quang Trung lặng lặng ra về, trên đường về Trần Văn Kỳ Bản. Hoàng thượng nên xuống hịch cho quan sở tại có bổn phận phải dịch nôm cho dân chúng nghe thì tránh được tình trạng quan lại thừa kẽ hở của pháp luật mà nhận quả cáp của dân. Vua Quang Trung bảo, ta có cách không cần phải ra lệnh cho quan sở tại dịch nôm mà họ vẫn phải đọc chiếu của vua bằng tiếng nôm của người Nam ta cho dân chúng hiểu được. Trần Văn Kỳ hỏi, thưa, Ấy là cách gì? Vua Quang Trung vừa đi đến đoạn đường có nhánh cây to bằng bắp chân đâm ngang chặn lỗi. Vua đưa tay vận sức bẻ nhánh cây ấy xuống và nói. Thay đổi quốc tự. Văn Kỳ giật mình hỏi. Thế nào là thay đổi quốc tự? Vua đáp. Từ nay về sau không dùng chữ Hán của người Tàu mà dùng chữ Nôm của người Nam ta viết chiếu chỉ Văn Thư. Văn Kỳ lo lắng hỏi nhưng nước Nam ta từ mấy ngàn năm nay trải qua bao triều đại đều dùng chữ Hán làm quốc tự. Nay Hoàng thượng đổi quốc tự e không thuận lòng người. Xin Hoàng thượng nên thận trọng xem xét lại. Vua Quang Trung ném nhánh cây xuống đất đáp. Ta đã suy xét từ lúc tóc còn để tròn. Nay thả canh dần ta dùng chữ Hán làm quốc tự gặp bao điều rắc rối ta càng quyết tâm hơn. Văn kỳ hãy truyền hịch khắp thiên hạ từ nay trở đi dùng chữ nôm làm quốc tự trần văn kỳ tuân lệnh theo ý vua mà làm chiếu lệnh được ban ra hôm sau vua quang trung và võ đình tú trần văn kỳ lại giả dạng dân thường a ngoài thành xem xét đến chỗ đông người nghe một nho sĩ nói lên rằng vua quang trung không học sách thánh hiền mà hạ lệnh dùng chữ nôm làm quốc tự thay chữ hán võ đình tú nghe vậy nổi giận phừng phừng vùng tung người nhảy đến chỗ tên nho sĩ vừa nói vua Quang Trung lẹ mắt nhảy vội theo chụp được bàn chân võ đình tú kéo xuống đất. Vua của khi chưa có lệnh ta không được làm càn. Võ đình tú tức tối, nói, tên hủ nho buông lời phạm thượng, xin để thần bắt nó đến chỗ hoàng thượng trị tội. Vua Quang Trung gạt đi bảo, đã nói họ là hủ nho còn chấp họ làm gì, mau theo ta về cung. Về cung, vua hỏi Trần Văn Kỳ kẻ hù nho trong thiên hạ không phải là ít. Nay họ đặt điều nói dèm e không lợi cho ta. Theo tiên sinh ta phải đối phó bằng cách nào? Trần Văn Kỳ đáp. Việc này thật thần chưa từng gặp. Xin Hoàng thượng hãy vấn kế Ngô Thị Nhậm xem sao. Vua Trầm Ngâm bảo. Ngô Thị Nhậm đang cùng Văn Sở, Văn Lân, Văn Tuyết Trấn Thủ Bắc Hà. Ta phải chịu Thị Nhậm về ngay mới được. Đoạn vua viết chiếu lệnh sai quân gặp ra Thăng Long về đến phú xuân gặp vua quang trung ngô thì nhậm hiến kế kẻ sĩ trong thiên hạ đều tâm phục khẩu phục một người xem như bậc thầy tôn làm phụ tử ấy là la sơn nguyễn thiếp nay hoàng thượng mời nguyễn thiếp ra chủ trì việc thay đổi quốc tự tất kẻ hủ nho không còn ai dám buông lời rèm xiềng vua quang trung mừng rỡ vỗ tay khen ngô tiên sinh thật là cao kiến vậy phiền khanh đến mời phu tử một phen Ngô Thị Nhậm tuân lệnh sớm sứa lên đường. Nói về La Sơn, phu tử Nguyễn Thiếp ở hành âm cốc ngày ấy đang tham thiền nhập định bỗng giật mình gọi tiểu đồng đến bảo. Người mau dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị hương ở cho ta tiếp chỉ của vua. Tiểu đồng vừa làm xong thì Ngô Thị Nhậm đến đọc chiếu mời của vua. Nguyễn Thiếp vui vẻ nói, xin ngài chờ cho một lát, tôi vào trong thu xếp rồi sẽ đi ngay. Vào trong tiểu đồng hỏi Nguyễn Thiếp, vua quang trung lần trước mời thầy vấn kế đánh mãn thanh thấy đi rồi lại quay về lần này thầy đi bao giờ mới về nguyễn thiếp đáp hết hạ sang thu đầu mùa gió bấc ta sẽ quay về tiểu đồng lại hỏi thầy đi lo việc thay đổi quốc tự sao mới hai tháng quay về thiếp buồn rầu đáp ta mời làm năm ở ăn học phép tham thiền biết điều quá khứ vi lại vua quang trung là người nhìn xa trông rộng yêu nước thương dân lo toan chính sự chuyên tâm cải cách. Nhưng ta định tâm nhìn vào tương lai thế mọi sự đều bất thành. Thật là đáng tiếc. Tiểu đồng ngạc nhiên hỏi. Thấy biết việc không thành sao còn nhận lời ra giúp vua. Thiếp trầm ngâm đáp. Ta thường dạy học trò rằng quốc giá hưng vong. Thất phu hữu trách. Việc vua thay đổi quốc tự dù không thành nhưng tiếng để ngàn thu. Nếu ta không giúp người đời sau sẽ bảo ta không bằng kẻ thất phu sao nói rồi liền chống gậy ra xe theo ngô thì nhậm về kinh yết kiến vua quang trung vua quang trung phong nguyễn thiếp làm viện trưởng sùng chính viện chiêu tập kẻ thức giả trong nước vào làm việc trong viện dịch sách chữ hán ra chữ nôm để truyền dạy dân chúng kẻ sĩ lúc bây giờ bảo nhau rằng la sơn phu tử là người chẳng thiết công danh không màng sinh tử nên vua vời đã ba lần mà ông ta không ra giúp nay phu tử là bậc thầy của bọn ta lại ra giúp vua thay đổi quốc tự tất việc này phải có ý nghĩa gì đây? Bọn ta không hiểu thời thôi, chớ bình phẩm vô tội và kẻo thiên hạ cười ta là kẻ chẳng biết gì. Vua Quang Trung nghe những lời ấy bèn đến sùng chính viện thi lễ với Nguyễn Thiếp, vua nói. Xin thầy hãy nhận của chấm một lệnh này Thiếp thất kinh vội can Hoàng thượng là thiên tử sao lại làm thế cho lão thần mang tội với trời đất vua quang trung nói nhờ thầy ra giúp việc thay quốc tự mà kẻ sẽ trong thiên hạ không chê chấm là người ít học nên chấm đến đây tạ ơn phu tử nguyễn thiếp vừa đỡ vừa vua nói ấy là bổn phận của thần đối với dân với nước nay thần đã hoàn thành sứ mạng dùng chữ nôm là quốc tự mà hoàng thượng giao cho và lại lão thân tuổi cao sức yếu xin hoàng thượng cho về nơi nước biết non xanh hưu trí tuổi già vua khẩn khoản rằng nay chấm mới lên ngôi, thiên hạ chưa định, việc nước chưa yên. Phu tử là người nhìn xa trông rộng lại bỏ chấm mà đi, ngộ nhỡ trong nước có điều khó xử thì chấm biết thỉnh cao ý của ai. Nguyễn Thiếp đáp, nói về tại kinh băng tế thế thì xưa nay không ai bằng hoàng thượng, và lại giúp việc vẫn thì đã có ngô thì nhậm, Trần Văn Kỳ đều là tay tải hoa lỗi lạc. Lo việc võ thì đã có Tây Sơn, Thập Hổ đều là tướng trí dũng song toàn song thành bại là do trời mà thôi. Vua Quang Trung hỏi, ý phụ tử đã quyết chấm không dám ép. Trước lúc chia tay chấm có điều muốn hỏi, xin phụ tử dạy cho. Nguyễn Thiếp đáp, xin hoàng thượng cứ nói. Vua hỏi, chấm đã sai sứ sang Mãn Thanh gặp vua Càn Long đòi đất Lưỡng Quảng Sư kia là lãnh thổ của nước Nam ta. Nếu Càn Long không thuận thì sau khi tiêu diệt Nguyễn Phúc Ánh ở gia định xong chấm sẽ đem quân Bắc tiến đánh mãn thanh lấy đất cũ về cho nước ta. Xin hỏi phu tử hai việc ấy thành bại thế nào? Nguyễn Thiếp buồn rầu đáp. Lão thần định tâm nhìn vào tương lai thấy không có điều bình nam. Bắc tiến, lão thần có một bài thơ xin trao hoàng thượng. Đợi lão thần đi rồi hoàng thượng hãy mở ra xem. Nói rồi Thiếp vòng tay cáo biệt, tiến ra đến xe. Vua Quang Trung cầm tay Nguyễn Thiếp hỏi, Nguyễn Phúc Ánh ở gia định chẳng qua nay mai chấm chỉ đánh một trận là biết được mà thôi. Có việc đánh bán thanh đòi lưỡng quản phu tử cho rằng chấm không làm nổi ư. Nguyễn Thiếp đáp, cả hai việc ấy hoàng thượng thừa sức làm. Vua ngạc nhiên hỏi, vậy cớ gì thầy lại bảo không có điều bình nam bắc tiến? Nguyễn Thiếp đáp, thiên cơ bất khả lậu, những gì có thể nói thần đều viết trong bài thơ ấy cả xin hoàng thượng hãy giữ gìn long thể đoạn thiếp ứa nước mắt từ biệt vua mà đi còn lại một mình vua quang trung liền giờ thơ ra đọc thơ rằng một nước hai vua nặng vai già cuộc cờ phú quý pháo ngựa qua trời nam mau gầy cây sơn giống đất bắc hãy còn cột phúc ba con thú một sừng gần trở mặt mà người chột mắt vẫn không ra bao giờ nhật nguyệt quang minh hội khi ấy du ca rỡ giống nhà. Đọc xong bài thơ ấy, vua Quang Trung nét mặt dầu dầu lặng lẽ lui về hậu cung. Hoàng hậu Ngọc Hân hỏi, Hoàng thượng có điều buồn bực chăng? Sao Long Nhan lại ủ rột như thế? Vua Quang Trung đáp, ta hỏi phu tử về việc đánh gia định giết Phúc Ánh và việc đánh mãn thanh lấy đất lưỡng quả. Phu tử bảo không thể có điều binh nam, bất tiến. Phu tử lại trao cho ta bài thơ này Ta đọc chưa rõ ý ra sao nên trong dạ không vui. Nói xong vua trao bài thơ cho Lê Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đọc xong suy nghĩ dây lát rồi bản rằng Một nước hai vua nặng vai già, cuộc cờ phú quý pháo ngựa qua. Ý muốn nói rằng trong bàn cờ bá vương đã có vua em Quang Trung còn có vua anh Thái Đức. Nặng vai giả có lẽ ý nói thầy phu tử không kham nổi nên mới về ở ẩn trăng. Vua đáp, câu này ta cũng hiểu nghĩa chung là như thế vậy hai cậu tiếp theo ý thế nào hoàng hậu đáp trời nam mau gầy cây sơn giống đất bắc hãy còn cột phúc ba vậy nguyễn phúc ánh không bị diệt nên phục quốc gầy cây sơn giống ý muốn nói nên gìn giữ dòng giống của nhà tây sơn chăng vua quang trung dục hoàng hậu cứ bàn tiếp xem câu thứ tư là ý thế nào hoàng hậu đáp câu thứ tư là đất bắc hãy còn cột phúc ba cột phúc ba lá cây cột mà hai ngàn năm trước tướng nhà hán làm mã viện trồng ở danh giới nước ta và nước tàu câu này nghĩa là cột phúc ba hãy còn đó thì không có điều bắc tiến vua quang trung trầm ngâm nói hai câu này đúng ý mà phụ tử đã nói với ta còn các câu sau thế nào lê hoàng hậu bản rằng trong rừng sâu có một loại thú giữ một sừng gọi là tê giác còn có tên là con tây nay nghe nói người Tây Dương theo giúp Phúc Ánh ở gia đình có lẽ ứng vào câu năm là con thứ một sừng gần trở mặt trăng. Còn câu tiếp theo, ba câu sau thiếp thật không hiểu là ý thế nào, nhưng xét cho cùng lời phu tử đã lấy gì làm chắc. Vua Quang Trung buồn rầu nói, lần trước phu tử đoán trong năm ngày ta đã phá quân thanh, quả nhiên không sai, lời phu tử không thể xem thường, nhưng việc đang làm ta cứ làm, thành bại là do trời vậy lê hoàng hậu an ủi vua rằng việc đánh phúc ánh đàn bà như thiếp cũng biết rằng trăm phần chắc tháng sao phu tử lại bảo là không có điều binh nam thiếp e lần này phu tử lầm lẫn làm cho hoàng thượng phải phiền muộn xin hoàng thượng hãy vào trong chờ thiếp hầu hạ đừng nên lo lắng làm gì vua vừa đứng lên toan đi theo lê hoàng hậu bỗng quân cận vệ vào báo tâu hoàng thượng tướng quân đặng xuân phong và tướng quân võ đình tú đang đánh nhau ở điện thái tử vua ngạc nhiên hỏi có việc ấy thật sao quân đáp thưa hai tướng được lệnh thái tử phải thí võ cho xem nên đánh nhau long trời lở đất vua hầm hầm nổi giận lập tức đến điện thái tử đến nơi thấy võ đình tú dùng côn đồng đặng xuân phong dùng côn sắt quần nhau trí tử thái tử quang toàn và quan nội thị bùi đắc tuyên cũng bọn quân hầu vỗ tay gieo hò inh ỏi Vua Quang Trung quát lên như sấm rằng Mau dừng tay lại Tú và Phong đang đánh nhau Hoảng hốt Quang Côn Mọi người đều quỳ thi lễ Vừa lớn giọng hỏi Tú và Phong Hai khanh đều là đại tướng của ta Đường Côn khai quốc lại đem làm trò vui cho kẻ khác Mà không biết hẹn hay sao Võ Đình Tú cúi đầu đáp Thái tử lệnh cho thần và đặng tướng quân đấu võ cho người xem Nên chúng thần không dám không vâng vua gọi Quang Toàn đến hỏi, vì sao còn lại làm việc ấy? Quang Toàn lúc ấy mới 10 tuổi, Toàn vừa chỉ quan nội thị Bùi Đắc Tuyên vừa tâu rằng, thường ngày cậu theo chơi với con, thấy con phiền muộn cậu bảy con gọi tướng quân Võ Đình Tú và Đặng Xuân Phong đấu võ cho con xem. Vua Quang Trung cả giận quát Bùi Đắc Tuyên rằng, Ngươi là cậu ruột của thái tử nên mới được phong làm quan nội thị trông non thái tử sao đã xui thái tử làm điều sòng bậy khinh dễ công thần tội thật đáng chết quân bay lôi vào chém quang toàn quỳ khóc van xin từ ngày mẫu hậu mất đi cậu thay mẹ trông nom lo lắng cho con nay phụ hoàng giết cậu thì là ai lo cho con xin phụ hoàng tha cho cậu một phen vua quang trung ôm quang toàn vào lòng nói nể tình thái tử ta tha chết cho nhưng phải đánh hai mươi roi làm gương cho kẻ khác võ sĩ mau thi hành lệnh ta Bùi Đắc Tuyên bị đánh 20 rơi và mông lột ra chảy máu đau đớn lắm cả nhắc mà về nhà. Chương 58. Cãi lời cha, quang toàn tha cậu. Dối lòng mình, Nguyễn Vương giết quân. Nói về Bùi Đắc Tuyên bị đánh 20 roi đau đớn về nhà. Vừa đến nhà gặp một người ngồi quay lưng lại phía Tuyên. Người ấy nói rằng, Ngài là cậu ruột của Thái tử, đáng lẽ phải quyền nghiêng thiên hạ mới phải. cớ sao lại bị đòn đau như thế? bùi đắc tuyên nạt ngươi là ai vào nhà ta dám nói lời càn rỡ người ấy vừa quay mặt lại vừa đáp ngày trước vua em còn là bắc bình vương bị vua thái đức bắt giam ra gia quyến ở quy nhơn tôi đưa ngài trốn khỏi quy nhơn về phú xuân báo cùng bắc bình vương nay ngài đã quên tôi rồi ư bùi đắc tuyên cảm mừng nói thì ra là thái giám vũ tâm can ơn ngài cứu tôi lần trước tôi quên sao được nay ngài đến đây có việc gì chăng Vũ Tâm Can làm bộ buồn dầu đáp. Vua anh Thái Đức biết việc ngày trước tôi tha cho ngài nên bắt tội tôi. May vua còn nghĩ tình cho tôi là vụ tất thận nên người không giết mà đuổi tôi khỏi hoàng cung. Tôi không nơi nương tựa nên mới đến đây nhờ ngài ít hôm vậy. Tuyên vui vẻ nói. Ngài là người ơn và đối với tôi là cho thâm giao. Việc ấy nào khó gì. Cố chi âm tâm sự càng thích chứ sao. Đoạn tuyên sai quân bày rượu thịt Diệu ngà ngà Vũ Tâm Can nói Ngày xưa Trương Phúc Loan là cậu ruột của Vương Nguyễn Phúc Khoát làm đến chức Thái Phó quyền uy tột đỉnh. Nay ngài là cậu ruột của Thái Tử, nếu ngày sau Thái Tử lên ngôi thì ngài là cậu ruột của vua. Vậy cơ sao ngài chỉ làm chức nội thị mà thôi, lại còn bị đòn đau thế? Tôi thật không thể nào ngờ được. Tuyên cả thẹn nhưng cố giấu, đáp. Ta dù là anh vợ của Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không tin cẩn người thân, chỉ trọng dụng hiền tài. Họa may khi thái tử lên ngôi ta mới mong làm nên quan lớn. Nói rồi hai người lại cùng nhau mời rượu, tâm đắc hàn huyên. Tối ấy vũ tâm can tá túc trong tư dinh bùi đắc tuyên. Hôm sau tuyên vào điện thái tử nghe bọn cung nhân bàn tán rằng Đêm rồi vua mắc bệnh, ngự y vua đến thăm bệnh cho vua xong. Nghe được tin ấy bùi đắc tuyên liền tìm gấp ngự y, tuyên hỏi Hoàng thượng Long thế thế nào? Ngư y đáp Hoàng thượng mắc bệnh huyền vượng do cản hỏa vượng nên xây sầm mặt mày Tôi vừa cho vua uống bài thuốc bình can táo hỏa nên hoàng thượng đã bình phục như thường Tuyên hỏi Vậy là bệnh cảm mạo soàn Không có gì nghiêm trọng chứ Ngư y đáp Bảo soàn thì không thể nói là soàn Mà trầm trọng thì cũng không thể bảo là trầm trọng Bùi đắc tuyên lấy làm lạ hỏi Bệnh tình gì mà lạ như thế Ngư y đáp trong lục phủ ngũ tạng của con người thi can chủ về huyết và điều tiết huyết lượng bệnh can hỏa vượng là gan bị nóng mà khiến cho huyết lượng vận hành lên não nhiều quá khiến mạch máu trên đầu không dung chứa nổi phải vỡ ra nếu đã đến tình trạng vỡ mạch máu não thì không có thuốc gì chữa khỏi nên không thể gọi bệnh soàng là do thế cũng may hoàng thượng mới phát bệnh tôi liền cho uống thuốc bình can tá hỏa nên trở lại bình thường bởi vây gọi là chưa trầm trọng là do thế tuyên cười bảo hoàng thượng đã khỏi bệnh tất không phải là trầm trọng sao người lại lý luận dông dài thế ngự y nói tạm thời là khỏi nhưng nếu không giữ gìn sẽ tái phát ngày hậu quả không lường trước được tuyên hỏi giữ gìn như thế nào ngự y đáp bệnh này không được nóng giận không được dùng vật thực có chất kích thích mới khỏi tái phát ngài là quan nội thị nên để tâm chăm sóc cho hoàng thượng mới được nói rồi ngự y cáo biệt ra về. Đêm mấy các tướng nghe vua Quang Trung bị bệnh lũ lượt kéo đến thăm, vua mới mọi người vào ngự điện rồi cười nói, ta chỉ hơi mệt trong giây lát, ngự y vừa cắt thuốc đã khỏi ngày, sẵn dịp các tướng đến đông đủ ta nhắc lại việc này, này đã là cuối tháng 7, cả tướng hãy chỉnh đốn binh mã chuẩn bị quân trang trở gió bức xét cùng ta kéo đại binh vào Nam bắt Phúc Ánh. Các tướng đều vâng lệnh, vua quay sang hỏi Trần Văn Kỳ việc ta dùng chữ nôm làm quốc tự và cấp thẻ bài cho dân đến nay tiên sinh thấy bá tánh sinh hoạt thế nào kỳ đáp tâu hoàng thượng nhờ ta áp dụng cách ấy mà đến nay dân giàu nước mạnh trăm họ đều an cư lạc nghiệp vua lại hỏi vũ văn dũng đi sứ sang tàu tin báo thế nào kỳ đáp sứ đoàn đã đến lưỡng quảng vũ văn dũng cần quan sát địa hình vẽ bản đồ đất ấy nên không thể ở mau được vua bảo mọi người rằng các khanh hãy về ăn nghỉ Ngày mai đến hạn thiết triều ta sẽ ra ngự triều nghe bá quan báo cáo tình hình trong nước Trần Văn Kỳ can Hoàng thượng Long Thể bất an nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng Vua ngắt lời Văn Kỳ Cũng nhờ ta mắc bệnh cảm xoang mà các khanh đến đây đông đủ Để ta đánh bài đau này ắt các khanh sẽ không quá lo cho ta như thế nữa Đoạn vua bảo quân Màu mang đau đến đây Hai tên quân khệ nệ khiêng đến một cây đao to lớn khác thường, vua Nhấp Bổng đao lên hỏi Võ Đình Tú: "Cây đao này có nặng bằng cây đao thời Quan Vân Trường trong nhà của Đình Tú ở Tây Sơn hay chăng?" Đình Tú đáp: "Thừa nặng hơn thế nữa." Vua Quang Trung hoành đao bỏ bộ mà múa, đao đi như chớp, hơi gió vi vu, khí lạnh rợn người. Múa xong vua dựng đao hỏi Đình Tú: sức khỏe của ta có còn như lúc trước múa đao cầu đỉnh tú đánh thành quy nhơn chăng? Đỉnh tú mừng dỡ đáp, sức khỏe hoàng thượng vẫn như xưa. Vua cười bảo, chưa diệt xong phúc ánh ở gia định, chưa đo xong đất lưỡng quảng về cho nước Nam, ta sao có thể yên đi được? Thôi các khanh hãy về ăn nghỉ, ngày mai đến hạn thiết triều cùng bàn việc quốc gia. Mọi người ra rồi, Trần Quang Diệu gọi Bùi Đắc Tuyên đến hỏi nhỏ từ lúc tôi theo hoàng thượng đến nay chưa bao giờ thấy người hưng phấn như thế cả. Thật là lạ. Chú là quan nội thị nên trông nom hoàng thượng cho cho đào. Nếu thế cản thì gọi quan ngự ý đến trực bên giường ngự. Tuyên là chú ruột của Bùi Thị Xuân nên rượu gọi Tuyên bằng chú. Dặn dò xong điều mới ra về. Đêm ấy trong cảnh ba đáy điểm. Vua Quang Trung vẫn ngồi bên ngọn nến dở bài thơ của Nguyễn Thiếp ra xem. Vừa lầm bầm rằng trời nam mau gầy cây sơn giống đất bắc hãy còn cột phúc ba không có điều binh nam bắc tiến thật là lạ bỗng bùi đắc tuyên đến bên vua tâu xin dâng hoàng thượng chén trà ngon để cơn buồn ngủ vua quang trung hỏi hôm quá ta đánh ngươi hai mươi roi người không giận ta sao bùi đắc tuyên đáp thưa làm tôi không được giận vua vua bảo Tự hậu ngươi không được đem đại thần ra là trò vui cho thái tử nữa." Nói xong, vừa bưng chén trà nhấp một miếng, vua hỏi: "Trà thơm ngon nhưng sao lại ngọt thế?" Tuyên đáp: "Mỗi lúc thần làm việc khuya buồn ngủ hoặc trong người uể oải, thần thường uống trà đường cho tinh thần tỉnh táo. Nay thấy hoàng thượng thức khuya nên thần mới dâng trà đường cho hoàng thượng dùng." Vua Quang Trung bên bưng chén trà đường uống cạn. Nói về hoàng hậu Lê Ngọc Hân, Đâm ấy đang ngồi bên ngọn đèn may áo, bỗng dưng cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Không cưỡng được hoàng hậu gục xuống án mà ngủ. Đang mơ màng hoàng hậu nghe có người lay mình dậy và gọi. Hoàng hậu, hoàng hậu. Lê hoàng hậu giật mình choàng tỉnh, thấy một người con gái mặt đẹp như hoa. Xiêm y lộng lẫy đang đứng trước mặt mình. Hoàng hậu hỏi, ngươi là ai đang đem đêm đến đây quấy giày ta? Người con gái ấy đáp, ta cũng là công chúa con vua về sau thành vợ vua cũng làm hoàng hậu như nàng thương nàng cùng cảnh ngộ nên mới đến thăm ngọc hân cười nói từ xưa đến nay ở nước nam ta công chúa về sau làm hoàng hậu chỉ có trần huyền chân công chúa đã mất cách đây mấy trăm năm chẳng lẽ ngươi lại là huyền chân công chúa người con gái ấy đáp phải ta chính là huyền chân công chúa đã chết mấy trăm năm nay tiêu diêu miền cực lạc nhân đi ngang qua thấy hoàng hậu còn thức may áo nên ghé thăm ngọc hân hoảng hốt toan sụp lại huyền trân đỡ dậy hỏi việc may vá đã có bọn a hoàn sao hoàng hậu lại thức khuya mà may áo vậy ngọc hân đáp hoàng thượng sắp vào nam đánh phúc ánh và mùa gió bấc vì vậy tôi may áo này tặng hoàng thượng mặc khi trái giờ chờ trời, trời trần huyền trân vùng cười lớn cười đến chảy nước mắt rằng thương thay may áo lạnh cho chồng nhưng hoàng thượng không vào nam đánh giặc đâu hoàng hậu đừng quá lo như thế ngọc hân giận hỏi chồng ta là bậc anh hùng trong thiên hạ mà lời đã nói bốn ngựa khó theo huống hồ người đã sai các tướng chỉnh đốn binh mã định ngày đánh phúc ánh sao huyền chân công chúa lại bảo chồng ta không vào nam đánh giặc hóa ra chồng ta là thiên tử lại nói đùa ư huyền chân đáp theo kế hoạch của hoàng thượng trước diệt nguyễn phúc ánh sau lấy lại đất lưỡng quả ngoại thì thao luyện binh sĩ trong thì nghiêm pháp an dân vậy chẳng bao lâu nữa nước nam ta sẽ hùng cường nhất trong bốn cõi nhưng tiếc thay không có điều binh nam bắc tiến ngọc hân ngạc nhiên hỏi lời công chúa giống như lời phu tử xin công chúa hãy cho biết vì sao lại như vậy huyền trân đáp vận nước chưa hùng thiên cơ bất lậu lát nữa hoàng hậu sẽ rõ nói xong, huyền chân nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa mất dạng. Ngọc Hân giật mình thức dậy, thì ra ấy là một giấc mơ. Còn đang bàng hoàng, bỗng A Hoàn chạy vào báo: Hoàng hậu đi, nguy rồi! Ngọc Hân giật mình hỏi: Việc gì mà nguy? A Hoàn hồn hển đáp: Hoàng thượng làm bạo bệnh thình lình, mê mà bất tỉnh đang nằm nơi ngự điện. Ngọc Hân hoảng hốt vội chạy sang ngự điện đến nơi thấy các đại thần quây quần cạnh long sàng vừa quang trung nằm thiêm thiếp ngọc hân phủ phục bên long sàng vừa khóc vừa hỏi hoàng thượng đang khỏe mạnh cớ sao đến nỗi này ngự y buồn rầu đáp hoàng thượng mắc bệnh huyền vựng nên huyết vận lên đầu nhiều quá đã vỡ mạch máu não thần e không có thuốc gì chữa khỏi giờ thần chỉ có thể châm cứu các huyệt hồi dương để hoàng thượng tỉnh lại nói lời trăng chối mà thôi nói xong ngự y liền dùng kim châm vào các huyệt nhân trung, thừa tướng, bách hội, túc tam lý, quang nguyên, khí hải. Phút sau vua từ tử hé mặt hỏi, bùi đắc tuyên đâu? Tuyên quỷ đáp, có thần, vua hạ lệnh, võ sĩ lôi bùi đắc tuyên ra ngoài chém. Đắc tuyên đập đầu lệ như tế sao, van xin rằng, hạ thần vô tội sao lại chém? Vua đáp, ngươi cho ta uống nước gì mà chúng độc thế này? Bùi đắc tuyên run rẩy phân trần. Thần chỉ dâng trà đường cho hoàng thượng uống. Bình trà hãy con, trước mặt bá quan thần xin uống cạn. Nói xong tuyên bưng binh trà uống hết một hơi. Đoạn tuyên quay sang các quan khẩn khoản. Xin các quan hay xin tôi dùm cho, kẻo oan cho thần quá. Vua Quang Trung cố giơ tay lên ra giấu bảo im lặng, xong vua bảo dù chả không có độc cũng phải chém. Võ sĩ lập tức thi hành. Võ sĩ lôi bùi đắc tuyên ra ngoài. Thái tử Quang Toàn và nữ tướng Bùi Thị Xuân vội chạy theo. Quang Toàn bảo quân. Các người tạm giam quan nói thi lại. Chờ ta vào xin tội với phụ hoàng. Võ sĩ nói. Thái tử tuổi còn nhỏ nên không rõ đó thôi. Xưa này hoàng thượng chưa giết ai vô cứ bao giờ. Vua bảo chém thì thần phải chém còn chờ gì nữa. Bùi Thị Xuân chen vào nói Chú ta bị vua hiểu lầm rằng cho vua uống trà độc Nếu trà cô độc thật chú ta tất cũng phải chết Nếu chú ta không chết tất chú ta vô tội Việc gì phải chém Ngươi cứ giam chú ta lại đó Nếu vua bắt tội ta chết thay cho ngươi Võ sĩ nể Bùi Thị Xuân đành tạm giam Bùi Đắc Tuyên trở lệnh Thái tử Toàn và Bùi Thị Xuân quay vào điện Vừa lúc ấy nghe vua hỏi Trần Quang Diệu và Đặng Văn Long Đào Diệu và Long cùng thưa Có thần Vua mở mắt bảo Sau khi ta chết hai khanh phải giúp thái tử rời đô về Nghệ An ngay lập tức Diệu hỏi Vì sao phải rời đô về Nghệ An Vua đáp Nghệ An đất rộng dân đông Hai bên con núi non làm thành trì che chở có chẳng khác gì phủ quy nhơn Nguyễn Phúc Ánh nghe ta chết tất đem thủy quân ra đánh Phú Xuân chống trải e rằng không giữ được sau khi ta chết các khanh phải giấu kín việc này cho gọi Vũ Văn Dũng về đến và chuẩn bị việc rời đô xong mới được phát tang. Trần Quang Diệu và Đặng Văn Long khóc lấy nhận lệnh. Vua lại hỏi, Nguyễn Văn Tuyết đâu? Tuyết thưa, có thần. Khanh mau cưới ngay xích kỳ theo sứ đoàn gọi Vũ Văn Dũng về ngày. Thật uổng thay vận nước ta không đòi được đất lưỡng quảng. Nguyễn Văn Tuyết khóc lệ rồi ra đứng ngoài cửa không chịu đi, nước mắt tuôn như mưa. Thấy vậy Võ Đình Tú hỏi, vua ra lệnh sao ông còn chưa đi? Tuyết lấy vạt áo chùi hàm dâu ướt đẫm nước mắt. Nếu hoàng thượng băng hà thật tôi hắng đi cũng chẳng muộn gì. Bỗng nghe tiếng vừa gọi, Võ Đình Tú đâu? Tú liền chạy vào thưa, có thần, vua bảo. Người có tại nhảy xa mau chạy đến gọi Bắc Cung Hoàng hậu Ngọc Hân tới cho ta kèo không còn kịp nữa. Ngọc Hân nãy giờ lặng lẽ khóc, nghe vậy thét. Thần thiếp đã ở đây, Hoàng thượng cứ chỉ dạy. Vua nắm tay Ngọc Hân nói, trời Nam mau gầy cây sơn giống, nàng nhớ làm theo, phu tử thật là bậc thánh vậy. Ngọc Hân chỉ gật đầu mà khóc, vua gọi quang toàn hỏi, võ sĩ đã chém bùi đắc tuyên chưa? Toàn đáp, cậu con đã uống hết bình trà dân phụ hoàng mà vẫn bình an vô sự. Vậy cậu còn vô tội sao lại chém? Vua Quang Trung lúc ấy đã đuối sức gắng gượng nói Dù vô tội cũng phải chém Nếu không khi ta mất rồi ắt về sau Nói đến đây vua trào nước mắt rồi thổ huyết mà chết Tháng 7 năm nhâm Tý, 1792 Vua Quang Trung băng hà Vừa tròn 40 tuổi Người đời sau có thơ khen vua Quang Trung rằng Lưu truyền thanh sử Nguyễn Quang Trung cứu dân giúp nước dựng cờ hồng bốn lần vào nam truy phúc ánh ba lần ra bắc giết trịnh tôn rạch gầm tan tác quân tiêm nguyễn đống đa sành sạch bóng lê thanh ví thử trời thương dòng âu lạc ngờ đâu đoạn mệnh đấng anh hùng vua quang trung mất rồi lê hoàng hậu và bá quan văn võ cũng khóc thật thảm thiết Nguyễn Văn Tuyết đang đứng ngoài cửa nghe vậy nhảy lên ngựa xích kỳ nhằm hướng bắc phi mau như gió. Nói về Vũ Văn Dũng theo sứ đoàn sang Mãn Thanh. Hôm ấy Dũng đang đóng cửa vé bản đồ. Nguyễn Văn Tuyết bước vào nói. Thôi ông còn vé bản đồ Mãn Thanh làm chi nữa? Vũ Văn Dũng ngạc nhiên hỏi. Tôi theo lệnh vua vé bản đồ đất lưỡng Quảng Sao ông lại bảo thế. Và vì sao ông lại đến đây? Dơm dớm nước mắt Văn Tuyết nói. Hoàng thượng bảo tôi cưỡi ngựa xích kỳ gọi ông về gấp. Văn Dũng ngạc nhiên hỏi, sao lại có việc ấy được, vậy chiếu lệnh của vua đâu? Văn Tuyết khóc lớn đáp, Hoàng thượng đã băng hà không kịp viết chiếu lệnh, chỉ sai tôi gặp ông nói miệng mà thôi. Vũ Văn Dũng nghe qua như xét đánh ngang mày, vùng hét lên một tiếng rồi ngã ra mà ngất đi. Quân hầu xuống lại cứu chữa. Hồi lâu Dũng hồi tỉnh đứng dậy đây và lấy bàn đồ vẽ giờ xé tan rồi khóc rằng trời cho vua ta sống thêm mấy năm nữa chúa tôi đường tống hết khoe hùng đại sư huynh ơi uổng bao tâm huyết của sư huynh ôi thật là đáng tiếc than xong vũ văn dũng cố nén niềm đau đem hai tờ biểu cầu hôn công chúa nhà thanh và đòi đất lưỡng quảng đốt đi rồi ra lệnh cho sứ đoàn quay về nước người đời sau tiếc việc vua quang trung đòi đất lưỡng quảng bất thành có hai câu thơ rằng liệt quanh nối trí triều tây ai đòi lưỡng quảng về đây cho mình nói về vua thái đức ở hoàng đế thành quy nhơn phủ ngày ấy vua thái đức nói với con trai là thái tử bảo rằng ta đã thuận ý giao binh quyền cho hoàng thúc của con đem quân vào nam tiêu diệt nguyễn phúc ánh sao đến bây giờ vẫn chưa thấy hoàng thúc có động tính gì thái tử bảo đáp hoàng thúc đợi đến mùa thu đầu mùa gió bấc mới thuận gió xuôi chiến thuyền vào nam đánh phúc ánh nay mới đến tiết sau thu nên người chưa phát lệnh hành quân đó thôi. Thái tử bảo vừa dứt lời, xảy quân vào phi báo. Tâu Hoàng thượng, vua em Quang Trung ở Phú Xuân Lâm bạo bệnh đã băng hà. Vua Thái Đức nghe qua vùng hét lên, em ơi, rồi ngã ra ngất đi. Người hầu xuống vào cứu chữa, vừa tỉnh lại khóc rằng, Nguyễn Huệ em oi, kể từ ngày Tây Sơn giấy nghĩa nhờ có em Trinh Nam phạt Bắc nên nhà Tây Sơn ta mới được như ngày nay. Cũng tại anh, do ta làm chậm bước tiến của em trên con đường thống nhất Giang Sơn nên Nguyễn Phúc Ánh mới manh nhà giấy loạn ở miền Nam. Nay anh định nhường ngôi cho em để Giang Sơn quy về một mối, thì than ôi, em đã ra người thiên cổ. Đau đớn thay, Nguyễn Huệ em ơi. Lại nói về Nguyễn Vương ở thành Sài Côn ngày ấy đang cùng các tướng luyện võ trước điện bỗng quân mừng rỡ chạy vào báo. Tâu Thượng Vương, quân do thám ta từ Phú Xuân báo về vua em Tây Sơn là Quang Trung Nguyễn Huệ đã chết. Nguyễn Vương đang múa gươm nghe vậy hét lên một tiếng tung mình một cái nhảy vọt lên đứng trên nóc điện. Các tướng đều ngừng luyện võ vỗ tay reo hò như sấm dậy. Nguyễn Vương từ trên nóc điện nhảy xuống gọi tên tiểu tướng cận vệ đến hỏi. Vì sao ngươi lại vui mừng như vậy? Tên tiểu tướng đáp. Thượng vương hàng ngày luyện võ là để làm gương cho tướng sĩ gắng sức tập luyện để phòng Nguyễn Huệ kéo quân vào đánh. Nay Nguyễn Huệ đã chết ta không còn phải lo quân Tây Sơn đến đánh nên thần vui mừng là thế. Nguyễn Vương cau mày bảo: "Vậy hóa ra ngươi sợ giặc hay sao?" Nguyễn Huệ tài cán gì mà phải sợ hắn? Người đã làm giảm nhuệ khí ba quan. Võ sĩ lôi ra chém. Chém tên tiểu tướng xong, Nguyễn Vương hỏi các tướng: còn các khanh vì sao lại mừng rỡ như vậy ai này đều cúi đầu không dám nói lão tướng nguyễn nghi nhanh trí bước ra thưa chúng thần thấy thượng vương chỉ nhảy một bước đã bay lên nóc điện nhẹ nhàng như chim nên mừng rỡ vỗ tay tán thưởng đây ạ à. nguyễn vương cười hỏi trong thiên hạ có ai nhảy được như ta chăng trương tấn biểu thật thả đáp hạ thần nghe nói tướng tây sơn là võ đình tú tài nhảy cao Ngày xưa giặc Tây Sơn đánh thành Quy Nhơn nhờ Võ Đình Tú nhảy lên mặt thành dẫn quân kéo cầu treo nên giặc Tây Sơn mới tràn vào thành. Nguyễn Vương Cao mày bảo, Lão tướng Nguyễn Nghi từng trải qua ba đời chúa, từ Võ Vương, Định Vương rồi đến ta con không nghe đến việc ấy. Người mới theo ta biết gì mà nói, thôi mau giải tán chờ gió nồm tiến đánh Tây Sơn. Đoạn Nguyễn Vương quay quả về Vương Phủ, mọi người ra về rồi, Trương Tấn Biểu chạy theo hỏi Nguyễn Nghi, không có việc võ đình tú nhảy lên mặt thành quy nhơn thì thôi sao thượng vương lại giận tôi nguyễn nghi đáp giọng bí mật may mà tướng quân thật thà chất phát nên thượng vương chỉ giận mà thôi nếu kẻ khác ắt phải mất giận trương tấn biểu lại hỏi sao lão tướng quân không xin thượng vương nhảy lại lần nữa cho mọi người thường ngoạn nguyễn nghi kề tay biểu nói nhỏ thượng tướng quân là người thật thà nên tôi mới căn dặn điều này thượng vương không bao giờ nhảy được lần hai đâu Nếu tướng quân xin thế sao khỏi mất đầu Nguyễn Nghi đi rồi biểu nói thầm rằng Nếu không nhảy được lần hai Vậy nhờ đâu thượng vương lại có sức mạnh thần sầu như thế Ta thật không hiểu nổi Chương 59 Bùi Đắc Tuyên dùng kế thu quyền Lê Thái Hậu làm thơ minh oan Nhắc lại vua Quang Trung mất rồi Đình thần bèn phò thái tử toàn mới 10 tuổi lên ngôi vua Quang Toàn xưng đế hiểu là Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh tuổi còn nhỏ chỉ nghe lời cậu ruột của mình là quan nội thị Bùi Đắc Tuyên, phong Tuyên làm thái sư đứng đầu ba quan trong triều. Tuyên mừng rỡ về nhà hỏi Vũ Tâm Can. Ta này được chức thái sư là nhờ ấu quân ta phong nhưng e lòng người không phục. Vậy nên là thế nào để khiến chúng được? Vũ Tâm Can cười đáp. Nếu thái sư biết dùng nanh vuốt của mình thì quyền nghiêng thiên hạ đó. Tuyên lấy làm lạ hỏi thế nào là biết dùng nành vuốt? Can đáp, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân gọi Thái Sư là chú ruột. Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân xưa mang ơn nhà họ Bùi của Thái Sư, họ đều là đại tướng anh hùng cả. Nếu Thái Sư dùng họ làm nanh vuốt củng cố thế lực thì ai dám không nghe? Tuyên lắc đầu hỏi, Diệu, Xuân dù cháu ta nhưng chưa hẳn đã lôi kéo được, làm thế nào sai khiến họ đây? Vũ Tâm Can hiến kế, thái sư cứ làm như vậy như vậy ắt bá quan sợ thế lực của diệu xuân mà phải đến chúc mừng thái sư ấy là kế cáo mượn oai hùm bùi đắc tuyên mừng rỡ khen thật là diệu kế nói rồi liền theo kế ấy thi hành hôm sau vợ chồng diệu xuân nhận được chiếu chỉ của vua cảnh thịnh vời đến tư dinh của bùi đắc tuyên diệu ngạc nhiên hỏi xuân vua gọi ta thì phải gọi vào ngự điện sao lại gọi đến tư dinh thái sư là cớ gì? Bùi Thị Xuân đáp: Vua còn nhỏ chưa tháo triều nghi và lại thái sư là chú ruột của thiếp có gì mà chẳng phải ngại. Diệu nghe xuôi tai liền theo vợ đến nhà Bùi Đắc Tuyên. Bá quan trọng thấy bảo nhau rằng thái sư là cậu ruột của vua lại là chú ruột của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân và chồng là quan thiếu phó thượng tướng Trần Quang Diệu đang nắm giữ binh quyền lại theo về với Bùi Thái Sư vậy bọn ta nên đến chúc mừng thái sư mới được bản rồi bá quan văn võ liền đến nhà riêng của bùi đắc tuyên chúc mừng và dâng tặng vật khách về cả rồi vũ tâm can nói với bùi đắc tuyên rằng tôi bày kế món cáo mượn oai hùm mà trăm quan thầy đều khiếp oai của thái sư vậy thái sư ban thưởng cho tôi vật gì đây tuyên mặt dầu dầu đáp trăm quan đến chúc mừng ta không vui có mấy người chưa đến làm ta lo lắm can liền hỏi Mấy người ấy là ai? Tuyên đáp Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân đang chấn thủ Bắc Hà thì chẳng nói làm chi Còn anh em Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú Anh em Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo Đặng Xuân Phong và hai tướng thủy binh là Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Văn Tuyết không thấy đến Họ đều là danh tướng cùng Trần Quang Diệu Ngô Văn Sở Phan Văn Lân nổi danh là Tây Sơn Thập Hổ Nay bọn họ không đến tức là không phục nên ta vẫn lấy làm lo lắm Vũ Tâm Can cười nói Ta dùng kế cáo mượn oai hùng đe dọa trồn cáo Chứ hùm sao dọa được hồ Này Thái Sư hãy làm như vậy Như vậy Tất đưa được bảy tướng ấy ra khỏi kinh thành Và gọi Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân về làm vây cánh cho mình Bùi Đắc tuyên khen Ấy thật là diệu kế Hôm sau đến hạn thiết triều Vua Cảnh Thịnh hạ lệnh tiên đế vừa băng hà e rằng Nguyễn Phước Ánh nghe tin ấy thừa cơ đem thủy binh ra đánh các chấn dọc theo bờ biển của ta. Vậy nay ta lệnh cho Đặng Văn Long ra chấn thủ Nghệ An. Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Văn Tuyết chấn thủ Thanh Hóa. Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong chấn thủ Thuận Hóa. Võ Văn Dũng và Võ Đình Tú ra chấn thứ Bắc Hà thay cho Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Vũ Văn Dũng bước ra thưa. Tâu Hoàng Thượng, Địa hình nước Nam ta các chấn phủ đều nằm dọc theo bờ biển nên chia tướng chấn thủ đề phòng Nguyễn Phúc Ánh đem thủy binh ra đánh là rất đúng. Còn riêng Bắc Hà đã có Sở và Lân Hùng Tài chấn thủ sao lại phải thay anh em tôi? Cảnh thịnh lấp lừng đáp. Việc này chấm không rõ. Thử hỏi thái sư xem. Bùi Đắc tuyên xem vào nói. Tiên đế Băng Hà, Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân ở Thăng Long chưa về chịu tan vậy tướng quân ra thay để hai tướng ấy về chịu tang tiên đế vua đã có lệnh tướng quân lại chẳng tuân sao vũ văn dũng nghe vậy chẳng biết nói sao đành cùng các tướng nhận lệnh mà đi ngô văn sở và phan văn lân được triệu hồi kính ba quan trong triều lại bảo nhau rằng đại tư mã ngô văn sở nội hầu phan văn lân trước kia mang ơn nhà họ bùi của thái sư cũng trần quang diệu bùi thị xuân là anh em kết nghĩa nay hai người này được triệu về kinh còn các tướng khác bị đổi đi xa. Vậy quyền thế của Thái Sư đã lớn làm rồi. Bọn ta nên về theo Thái Sư mới là kẻ thức thời. Từ ấy Bùi Đắc Tuyên làm việc gì cũng mượn danh thiên tử. Cảnh thịnh còn nhỏ nhất nhất tuân theo. Các quan lại a dua theo. Bùi Đắc Tuyên quyền uy tột đỉnh. Ngày kia Bùi Đắc Tuyên nghe người thân tín về báo. Thưa Thái Sư, thiên hạ trong thành bản tán rằng Thái Sư đầu độc tiên đế, tuyên sửng sốt hỏi bọn họ suy luận thế nào mà dám nói lão như vậy quần thân tín đáp họ bảo thái sư đầu độc tiên đế để nương theo ấu quân nên từ chức quan nội thị quen nhảy lên làm thái sư dễ dàng như võ đình tú nhảy quá nóc nhà vậy tuyên vỗ án quát bọn này láo mau đi tìm xem đứa nào nói bậy chém chết cho ta vũ tâm can vội vã can chém người này thì con người khác nói chẳng lẽ đem chém hết hay sao tôi có một kế dùng một mũi tên mà chúng hai con nhạn tuyên hỏi kế thế nào can đáp thái sư cho người phao tin rằng thái hậu lê ngọc hân đầu độc tiên đế rồi đem mẹ con thái hậu ra làm tội ấy là đã rửa tiếng như cho mình lại trừ được đối thủ chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao bùi đắc tuyên khen rằng ấy mới thật là tuyệt diệu kế đến hạng thiết triều Bùi Đắc Tuyên rước vua Cảnh Thịnh ngự triều rồi sai quân đi mời Thái Hậu Lê Ngọc Hân. Lê Thái Hậu đến, Tuyên hỏi. Mới đây nghe bá tánh trong thành đồn rằng tiên đế vì dứt nhà Lê, đuổi Lê Chiêu Thống chạy sang Mãn Thanh rồi lên ngôi Hoàng đế nên Thái Hậu là công chúa nhà Lê mới oán hận đầu độc vua để trả thù. Thần trộm nghĩ không có lửa làm sao có khói nên vời Thái Hậu đến hỏi cho ra lẽ. Lê Thái Hậu sừng sốt, nghẹn lời không nói được, phan văn lân nổi nóng xen vào hỏi việc quy tội phải có tang chúng sao lại tin vào lời đồn mà kết án người ta bùi đắc tuyên quay lại bảo quân mau về nhận chứng vào đây quân đưa một người đến dưới bệ tuyên vỗ án hỏi tên kia ngươi quan hệ thế nào với thái hậu mau khai ra tên ấy đáp thần tên hồ bật là người nấu bếp của tiên đế thái hậu bảo thần đầu độc tiên đế thần lỡ dại nghe lời Xin bệ hạ giáng tội Bùi đắc tuyên quay sang hỏi Lê Thái Hậu Thái Hậu còn chối cãi nữa chăng Lê Thái Hậu khóc ngất nghẹn ngào không thốt lên câu Xin cho giấy bút viết lời tường thuật Tuyên mừng dỡ bảo Quân mau đem giấy bút cho Thái Hậu viết lời thú tội Quân đem giấy bút đến Lê Thái Hậu vừa khóc vừa viết liền một mạch xong bài thú tội Bùi Đắc Tuyên cầm lấy bảo Trần Văn Kỳ quan trung thu lệnh văn hay chữ tốt hãy đọc cho mọi người cùng nghe Thái Hậu nhận tội thế nào. Trần Văn Kỳ đón lấy đọc, thơ rằng, gió hắt hưu phòng tiêu lạnh lẽo, trước thềm lan hoa héo giòn giòn, cầu tiên khói tỏa đỉnh non, xe rồng thăm thẳm bóng loan dầu dầu, nỗi niềm đau dễ hầu than thở, trách nhân duyên lỡ vỡ cớ sao, sầu sầu thảm thảm xiết bao, sầu đầy giạc bể, thảm cao ngất trời. Từ cờ thắm trò vời cõi bắc, nghĩa tôn phù vòng vật bóng dương. Xe duyên vâng mệnh phụ hoàng, thuyền lan trèo quế thượng đường vu quy. Trăm ngàn dặm quản chi non nước, chữ nghi ra mừng được phải duyên. Sang yêu muôn đợi ơn trên, rõ ràng vẻ thúy, nối chen tiếng cầm. Lượng che chở vụng lắm nào kê, phận đình ninh cặn kẽ mọi lời dẫu rằng biển đổi non rời nguồn tình áp chẳng chút vơi đâu là lòng đùm bọc thương hoa đoái cội khắp tôn thân cũng đội ơn sang miếu đường lê vẫn tế thường tùng thu còn rậm mấy hàng xanh xanh nhờ hồng phúc đôi cảnh hỏe quế Đường hơi dương dây dễ cùng tươi non nam lấn chục tuổi trời dân câu đại thọ ngỏ lời an khang những ao ước chập trùng tuổi hạc nguyện trăm năm ngõ được vầy vui nào hay sông cạn biển vùi lòng trời cháo trở lòng người biệt ly đọc đến đây trần văn kỳ lệ tuôn lã chã đặt giấy lên án nói thần nghẹn lời không đọc được nữa xin người khác đọc thay cho các quan đều ứa nước mắt nói thương thay cho thái hậu bùi thị xuân gạt lệ nói Trần Tiên Sinh là văn sĩ nên lòng mềm yếu. Tôi xin đọc thay. Đoạn Xuân đọc tiếp rằng, Tử nắng hạ, mưa thu trái tiết. Xót mình dầu mỏi mệt chẳng yên. Thị Xuân vùng khóc kêu lớn. Tiên đế ơi, tiên đế, người định đến cuối hạ sang thu sẽ đem quân đánh phúc ánh thì đến lúc ấy người đã ra người thiên cổ. Ôi, nắng hạ mưa thu trái tiết. Tiên đế ơi, tiên đế. Các quan nghe Thị Xuân nói thế cũng sụt sùi ngấn lệ. Bùi Thị Xuân cắn răng đọc tiếp. Tử nắng hạ, mưa thu trái tiết. Xót mình dầu mỏi mệt chẳng yên. Xiết bao kinh sợ lo phiền. Miêu thần đã đảo thuốc tiên lại cầu. Khóc mọi trốn thầy hay tìm rước. Phương pháp nào đổi được cùng chăng? Ngán thay mày tạo bớt bằng. Bóng mây thoát đã ngất chừng xe loan. Quốc tụ tán bi hoan kíp bấy Kể xuống vầy đã mấy năm nay Lênh đênh chút phận bẻo mây Duyên kia đã vậy Thân này nương đâu Chằn chọc luống đêm thâu ngày tới Biết cậy ai dập nỗi bi thương Trông mong luống những mơ màng Mơ hồ như mộng Bảng hoàng như say Khi trận gió hoa bay thấp thoáng Ngỡ hương trời làm bảng còn đâu Vội vàng sửa áo lên trầu thương ôi quạnh quẽ trước lầu nhện răng. Đọc đến đây Xuân lấy vạt áo lau nước mắt rồi đọc tiếp. Khi bóng trăng lá in lấp lánh, ngỡ tàn vàng ngắm cảnh ngự chơi. Vội vàng dạo bước tới nơi, thương ôi vóng vẻ giữa trời tuyết xa. Nhớ hình dáng xót xa đòi đoạn, mặt rồng sao cách biệt lâu nay. Có ai trốn ấy về đây, nguồn cơn xin ngọ cho hay được đành nẻo u minh khéo chia đôi ngả Nghĩ đôi phen nồng nã đôi phen Kiếp này chưa chọn chữ duyên Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương Đọc đến đây Xuân ôm mặt quả lên khóc Các quan cùng gạt lệ nhìn nhau bảo Lòng thái hậu thương tiên đế đến thế lẽ nào bày việc hại vua Phan Văn Lân thấy Thị Xuân khóc không đọc được bèn bước đến nói Chị vừa bảo Trần Tiên Sinh là văn sĩ mềm yếu còn chị tuy là võ tướng cũng bụng đàn bà. Thôi đưa đây tôi đọc cho mọi người rõ lòng thái hậu. Nói xong Lân liền cầm bài thơ lên đọc tiếp rằng. Nghe trước có đấng vương thang võ. Đức càng sâu tuổi thọ càng cao. Mà nay áo vải cơ đào. Giúp dân dựng nước xiết bao công trình. Mới đọc được bốn câu Lân vùng khóc giống lên rằng. Tiên đế ơi! Tiên đế! Vua Cảnh Thịnh cũng khóc theo. Phụ Hoàng ơi Phụ Hoàng Ngô Văn Sở thấy thế hỏi Văn Lân Phan đệ chê chị Xuân bụng đàn bà sao vừa đọc bốn câu đã khóc giống lên vậy Văn Lân đáp Trước Trần Tiên Sinh và chị Xuân đọc cảnh nhớ nhung Mây, nước, gió, trăng thì tôi không khóc Nhưng bốn câu tôi vừa đọc làm tôi nhớ đến công lao dựng nghiệp của tiên đế mà khóc đấy thôi Nói rồi Văn Lân đọc tiếp Nghe rành rành trước vua Ngưu Thuần công đức dày ngự vận càng lâu Mà nay lòng cả ơn sâu Móc mưa dưới khắp chín châu đượm nhuận Không thế ấy mà nhân dường ấy Tuổi thọ sao hẹp bấy hóa công Nếu cho chuột được tuổi rồng Đổi thân này cũng thỏa lòng riêng tôi Đến đây Văn Lân lại khóc giống lên rằng Tiên đế ơi, tiên đế Ngộ Văn Sở thấy vậy nói Phan đệ tánh hay mùi lòng đưa đây tôi đọc cho. Ngô Văn Sở cầm lên đọc một mạch. Buồn thay nhẽ, sương rơi gió lọt. Cảnh điều hưu thánh thoát châu xa. Trùng lời di trúc thiết tha. Khóc nào lên tiếng, thức mà cũng mê. Buồn thay nhẽ, xuân về hoa nở. Mối sầu riêng ai gỡ cho xong. Quyết liều mong vẹn chữ tòng. Trên giường nào ngại giữa dòng nào e con trứng nước thương vì đôi chút Chữ thâm tình chưa thoát được đi Vậy nên nấn ná đôi khi Hình tuy còn ở Phách thì đã theo Theo buổi trước ngự đèo bồng đảo Theo buổi sau ngự nẻo sông ngân Theo xa thôi lại theo gần Theo phen điện quế Theo lần nguồn hoa Đương theo bỗng tiếng gà sực tỉnh Đau đớn thay ấy cảnh chiêm bao Mơ màng thêm nỗi khát khao Ngọc Kinh trốn ấy ngày nào tới nơi. Tường thôi lại bồi hồi trong giả. Nguyện đồng sinh sao đã kiếp phai. Xưa sao sớm hỏi khuya bầy. Nặng lòng vàng đá, cạn lời tóc tơ. Giờ sao bỗng thở ơ lặng lẽ. Tình cô đơn ai kể xót đâu. Xưa sao gang tấc gần chầu. Trước sân phong nguyệt trên lầu xính ca. Giờ sao bỗng cách xa đôi cõi. Tin hàn huyên khôn hỏi thăm nhanh nửa cung gãy phím cầm lành. Nỗi con côi cút nỗi mình bơ vơ. Nghĩ nông nỗi ngẩn ngơ đôi lúc. Tiếng quốc kêu thêm dục lòng thương. Não người thay cảnh tiên hương. Giả thương quanh quất, mắt thương ngóng trông. Trông mái đông cánh buồm xuôi ngược. Thấy mênh mông những nước cùng mây. Trông đồng rồi lại trông tây. Thấy non cao ngất thấy cây dườm giả. Buồn trong trăng trăng mở thêm tuổi gương hàng ngã đã bụi màu trong nhìn gương càng thẹn tấm lòng thiền duyên lạnh lẽo đêm đông biên hà buồn xem hoa hoa buồn thêm thẹn cánh hải đường đã quyện giọt xương Trông chím cảng dễ đoạn trường uyên ương chiếc bóng phụng hoàng lẻ đôi cảnh nào cũng bùi ngùi cảnh ấy tiệc vui mừng còn thấy chi đâu phút giây bái bể nương dâu Cuộc đời là thế này hầu được sao Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng Nỗi đoạn trường càng sống càng đau Mấy lời tâm sự trước sau Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu chứng cho Ngô Văn Sở đọc xong rồi Bùi đắc tuyên bảo Từ lâu nghe Thái Hậu nổi danh cầm kỳ thi họa Xuất khẩu thành trương Nay tận mắt trông thấy thật quả không ngoa Nhưng trong bài thơ ấy không nói đến việc hại vua là ý thế nào Muốn chạy tội chăng lê thái hậu chỉ khóc mà không đáp phan văn lân thôi khóc ngửa mặt lên trời cười lớn mấy hồi tuyên giận lắm quát hỏi lân phan văn lân ngươi cười gì mãi thế lân nghiêm mặt đáp tôi cười thái sư ít học nên không thấy được lời thuật việc hỏi tiên đế trong bài thơ của thái hậu tuyên cố nén giận hỏi ngươi bảo lời thuật chỗ nào phải nói cho thông bằng không phải chém văn lân ung dung đáp Thái Sư hãy nhìn mọi người ở đây xem. Nghe bài thơ này ai nấy đều khóc lóc nhớ thương tiên đế. Nếu Thái Hậu hại vua sao trong phút chốc có thể viết lên bài thơ ai oán đó, ấy chẳng phải là lời tự bạch cho nỗi oan của mình đó ư. Văn Lân vừa dứt lời trăm quan đồng thanh nói, lời quan nội hậu rất phải, xin Thái Sư xét lại kẻo oan cho Thái Hậu. Tuyên liệu bắt tội Lê Thái Hậu không được bèn bước lại gần hồ bật bảo thái hậu vô tội vậy là người vu oan cho thái hậu nói xong tuyên rút gươm đâm hồ bật một nhát chết tươi thấy vậy phan văn lân nói đáng lý nên giữ hồ bật hỏi cho ra lẽ ai đã bày mưu hại thái hậu sao thái sư lại giết hắn đi ngộ nhỡ có kẻ nói rèm rằng thái sư giết người diệt khẩu thì sao tuyên vỗ án quát phan văn lân to gan dám đổ tội cho ta võ sĩ đâu lôi ra chém tức thì võ sĩ xông vào trói văn lân toàn lôi đi trần quang diệu và bùi thị xuân ngô văn sở cùng quỳ xin tội quang diệu thưa văn lân vì xót thương thái hậu nói lỡ lời xin thái sư tha mạng và lại văn lân sư cùng tiên đế kết nghĩa đệ huynh là một bậc khai quốc công thần có công một mình chặn giặc mãn thanh trên sông như nguyệt xin thái sư nghĩ tình ấy mà tha cho văn lân mặt phen bá quan cũng đều quỳ xin tha cho văn lân Bùi Đắc Tuyên bảo Nể lời trăm quân tha cho người một lần Lần sau tái phạm giết chết không tha Nói xong Tuyên dắt vua Cảnh Thịnh về cung Ra ngoài Phan Văn Lân bàn với Ngô Văn Sở Tôi e Thái Sư lập kế hại Thái Hậu Kế không thành mới giết người diệt khẩu Việc này không làm cho ra lẽ thật là tức chết Ngô Văn Sở bác đi bảo Đang nào Thái Hậu cũng đã được minh oan và lại cũng không chắc người chủ mưu là thái sư. Hơn nữa, xưa anh em ta tá túc trong nhà họ bùi thì thái sư kẻ như là người ơn của ta, cũng không nên tra cứu làm gì. Nghe sơ nói xong, Văn Lân lặng lặng ra về. Bùi đắc tuyên về nhà nói với Vũ Tâm Can. Nếu không có Phan Văn Lân ta đã làm tội được Lê Thái Hậu rồi, thật là tức chết. Xưa nó ở nhờ trong nhà ta này lại phản ta, phải làm sao trừ Văn Lân mới được vũ tâm can bạn rằng ngô văn sở và phan văn lân là anh em kết nghĩa từ lúc con để chọn theo đô thống ngô mánh bỏ phú xuân lánh nạn vào quy nhơn phan văn lân nóng nảy bộc trực ngô văn sở điềm đạm trầm tính biết tính thiệt hơn này thái sư có người con gái là xuân hoa nên đem gả cho ngô văn sở phan văn lân tất sẽ phải bỏ quan ở ẩn hoặc sẽ nông nỗi làm càn khi ấy thái sư bắt tội giết đi là trừ được họa tuyên trầm ngậm bảo ta chỉ e Ngô Văn Sở không bằng lòng. Vũ Tâm Can nói, Ngô Văn Sở đọc một mạch hết bài thơ của Thái Hậu mà không hề rơi nước mắt, chứng tỏ sở tình ít mà trí thì nhiều, người không bị tình cảm lưng lạc tất sẽ sáng suốt mới theo về với ta. Tuyên nghe lời liền gọi Ngô Văn Sở đến hỏi, Ngô Tướng Quân đã lớp ra thất chưa? Sở đáp, tôi từ nhỏ theo tiền để chinh chiến triền miên nên chưa thành ra thất. Tuyên bảo, xưa tướng quân và ông nội là đô thống ngô mãnh gặp nạn ở phú xuân vào nhà ta tá túc ta vẫn xem tướng quân nhà người nhà nay có con gái tê là bùi xuân hoa muốn gả cho tướng quân chẳng hay tướng quân thế nào ngô văn sở bái tạ thưa thái sư đã bản ơn tôi nào dám không vâng tuyên mừng rỡ đỡ văn sở dậy nói vậy ta định ngày làm lễ cưới mời trăm quân dự linh đình cho thiên hạ biết con rể ta là một danh tướng trong tây sơn thập hổ Nói xong cả hai cùng tay bắt mặt mừng Nhắc lại Phan Văn Lân nhận được thiếp mời hôn lễ của Ngô Văn Sở và Bùi Xuân Hoa Xem xong, Lân vào Bắc Cung gặp Lê Thái Hậu Lân quỳ thưa Thần này phải bỏ quan về ở ẩn Xin Thái Hậu nên bảo trọng Lê Thái Hậu ngạc nhiên hỏi Tướng quân là bề tôi ỷ trọng của triều đình Sao bỗng dưng lại từ quan Lân đáp Ngô Văn Sở đã theo làm rể của Bùi Đắc Tuyên Vậy Văn Lân không còn đất dung thân nên phải ra đi Lê Thái Hậu trầm ngâm nói Ta có một kỳ vật của tiên để muốn kỳ thác cho tướng quân giữ gìn Chẳng hay tướng quân có vừa lòng chăng Lân khóc lấy thưa Vật gì của tiên đế xin Thái Hậu cứ giao cho thần Thần có thể mất đầu mà không mất vật Lê Thái Hậu cả mừng liền vào trong ấm một hai nhi ra Thái Hậu ứa nước mắt nói Đây là Hoàng tứ Quang Thiệu vừa tròn 12 tháng, xin ký thác tướng quân. Văn Lân thất kinh hỏi, vì sao Thái Hậu lại giao hoàng tử cho thân, triều đình có biến trắng Lê Thái Hậu lệ tuôn lá trá đáp, lúc tiền đế còn tại thế định việc bình đất gia định, đòi đất lưỡng quảng mới vời la sen phu tử đến hội ý. Phu tử bảo không có điều binh nam, bắc tiến và khuyên vừa nên giữ gìn hậu đức của mình. Lúc ấy ta không tin này tiên đế băng hà mới hay là thực đã đúng điều trước ắt nhầm điều sau nên ta mới tìm người trung nghĩa gửi gắm hoàng tứ Này xét thấy chỉ có tướng quân là đáng tin cậy mà thôi phan văn lân hỏi nếu vậy thần xin vâng